Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu giải Ngoại hạng Anh giữa West Ham với Crystal Palace vào lúc 21 giờ ngày 28 tháng 8. The Hammer đang tiếp tục bay cao ở mùa này sau thành công ở mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, Crystal Palace vẫn đang vất vả đi tìm chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Patrick Vieira. Theo bảng xếp hạng bóng đá Premier League thời điểm hiện tại, không phải những ông lớn của giải là đội dẫn đầu, mà chính là West Ham. Thầy trò David Moyes đang để lại ấn tượng sâu sắc cho người hâm mộ qua những chiến thắng giòn giá của mình, hai chiến thắng sau hai vòng đấu đầu tiên, đồng thời kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lên con số 5 trận. Về phía đội khách Crystal Palace, họ mới chỉ đang xếp ở vị trí thứ 14. Sau trận thua trước Chelsea, đại bàng đã hòa Brentford ngay trên sân nhà. Dẫu vậy đây vẫn là một kết quả tạm chấp nhận được, khi Palace đang bước vào những giai đoạn chuyển giao đầu tiên. Soi tỷ lệ kèo bóng đá châu Á, chọn cửa trên West Ham. Trận mở kèo gần nhất West Ham đồng banh với Leicester thắng kèo. Trận mở kèo gần nhất Crystal Palace đồng banh với Brentford hòa kèo. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn tài. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, West Ham thắng. Các chuyên gia bóng đá dự đoán West Ham thắng 3-1 trong 90 phút thi đấu. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.